Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Canada Hậu Giang ạ. Và kênh chuyên chia sẻ về phôi mai, bonsai cây kiểng các loại. Mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip vui ha. Chọn được những cây ưng ý để mình sưu tầm giống mới cũng như là mình chọn được cây chơi Tết 2024 luôn ạ. Và hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của bạn Lê Phong ở Vũng Liêm, Vĩnh Long nha cô chú. Hôm nay thì bạn Lê Phong có chia sẻ một số cây thảo thủ đức tiếp bút nhớt hàng 4-5 mùa ăn lên đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi em chúc quý cô chú mình là chọn được cây vừa ý luôn ha. Em xin phép được vô clip luôn ạ. Dạ lô mai hôm nay thì đa số là bạn Phong chia sẻ về những cây gốc nhớt ghép giảo thủ đức nha cô chú anh chị. Cây 4-5 mùa mà cái củ đế chà bá lửa luôn quý cô chú anh chị ha. Họ hàng này mình chơi Tết xong rồi mình trồng rất là ok luôn đó cô chú anh chị. Nghe đây đã bay chim. Là cây nào cũng có củ đế trên cô chú anh chị nha. Dạ rồi em xin phép được vô clip luôn ạ. À, xin chào bạn Phong ơi. Rồi chào anh chị nha. Hôm nay em có vô lô mai giảo thủ đức anh chị, em giao luôn anh chị nha. Lô này được mười mấy cây anh chị. Hàng này là ghép được 5 năm rồi. Gốc nhớt anh chị. Nuôi được 5 năm rồi, 5 năm với hơn. Đó. Tàn nhìn mê luôn. Dáng là dáng bay anh chị. Về mình chỉ để vô cái chậu mình chơi thôi. Này cô chú anh chị mình vô cái chậu mình chứa nhật đó. Cái củ thì chà bá luôn nha anh chị nè. Củ nè. Khủng luôn. Mấy cái này thì nó lên sụn trứng hết trơn anh chị. Nguyên cái củ chà bá nữa luôn. Cái bo ghép ngay đây là không thấy mắc ghép đâu luôn cô chú anh chị nè. Giảo thủ đức anh chị, cái này mình đâu hoành thôi. Cây này cái hoành này cái mình cái này đâu không được tại anh chị dính liền dưới nha. Cái chỗ này khoảng 13 hoành, 12 hoành. Cái củ bự nè. Cây đầu tiên tại cây này đó không được thì cái cũ này khoảng 30 ba mấy nha. À nó dính dưới luôn. Chỗ ngay chỗ này lên giống như xù trứng vậy đó cô chú anh chị, nó bỏ một cục trứng nhắt. Hàng là bao chơi Tết nha. Chiều vai là 1 mét. Từ mặt chậu lên chiều vai là 45. Rồi cây đầu tiên mã số 29. Giao luôn anh chị là 1.800.000. Dạ, 1.800.000 cô chú anh chị. Mã số 30. 30. Một cây dáng bay anh chị. Đó. Cây này em lựa sưu tầm được có cây này dữ lắm nha anh chị. Cái này sưu dày lắm cô chú anh chị, mà nước lụa. Cây này ghép 5 năm hết trơn anh chị. Giảo thủ đức mà cái bông nó rất là to. Dạ cô chú anh chị hình xem cái củ. Cái nó bông này là siêu bông Sài Gòn là không lại nữa nha anh chị. Cái bo ghép nằm trúc như này cô chú anh chị. Đây nè, nằm ở trong đây nè anh chị. Dạ. Bây giờ kêu đo hoành nó cũng hơi khó nha, em đo thử cây đi đại diện nha anh chị. Hoành 13 nha anh chị. Cái củ này nó chà bá luôn, 36 bằng 7 gì á. Cái củ này lên da me luôn rồi đó cô chú anh chị. Hàng này mình trồng đất ngon lành luôn á cô chú. Chiều vai là sao kìa. Chiều vai là 1m19. Tán ngang là 80. Từ mặt chậu lên chiều vai là 40. Cây giảo gốc nhớt mã số hữu đức ghép là mã số 30, em giao luôn anh chị là 3 triệu đồng. Này như cái máy bay vậy đó. Sao tàn nó dày mịt luôn. Này, chị, quá tàn cái tàn anh chị, hàng này chơi là không sai đâu anh chị. Rồi xuống cây. 31. Hàng này mà anh chị chơi bông thì thôi em bảo đảm chị nha, bảo phê luôn. Cây này nó như ha. Cây này là hồi đó có như cái nhánh luôn này. Cái nhánh này nó xấu em cắt bỏ nữa anh chị. Đó, tạo dáng lại. Hàng này là lô này ghép hơn 5 năm hết nha anh chị. Bảo đảm chị nha. Cái này mai con muốn để. Trăm mấy nha. Hoành 16. Dạ. Mắc ghép nha. Cái cũ này 35. Chiều vai là nó thước này lộn rồi. 87. Bán ngàn là 60. Rồi 1.200.000 bao ship. Dạ 1.200.000 nha cô chú anh chị. Đã rất là vừa chơi nha anh chị. Cái mâm tàn thì khá. Tại có hai cây đầu em mua mắc hơi giá hơi cứng nha anh chị. Rồi xuống cây. Mã số 32. 32 cũng là giảo thủ đức kéo cũng nhớ anh chị. Đó. Dán bài bài luôn. Siêu tầm luôn. Cái này thì có củ nở luôn á cô chú anh chị ha, mà chọc hết nó rất là to luôn. Nó liền như một cây dinh rồi đó cô chú chị. Chiều vai là 85.
chiều cao lên là 40. Cái cũ là 26. Hoành thân mới kép là 15. Rồi 1.400.000 anh chị. Mã số 32. Ủa ghi không? Ghi đây không? Ghi chưa? Mã số 33. 33 cũng là góc nhất. Cũng một em dán bay luôn quý. Lô này là lô Hữu Đức không anh chị? Giảo Hữu Đức nha. Chưa nghe đó luôn nha. Hàng ghép 5 mùa anh chị, hàng này chưa bông là đỉnh luôn. Hoành là 23, cái cũ. Chiều vai là 95. Chiều cao dán ba nó có 30 nha anh chị. Thái ngang chiều vai là được 80. 1.300.000 nha anh chị. Mã số 33. 34. 34 cũng là cái giỏ Hữu Đức ghép dán bài. Lô này nói chung là dán bài không nha anh chị. Này lâu lâu mới kiếm được anh chị. Cái này nguyên cái củ đế luôn đó tôi chứ anh chị. Cái gì hết trơn à. Bên này trắng luôn. Dạ. Đặc biệt lô này được có 20 cây anh chị. Cũ là 28. Chiều vai 1m15. Cao là 37. Rồi cái dáng bay này giao luôn chị là 1.700.000. Dạ. Mã số 34. 35. 35 một cây này mình làm cái đổ được nha chị. Mình hết bay thì là chấm lên, không hết thì mình để chấm xuống. Cái này cũng liền cút luôn rồi coi chúng chị hay có chủ đế luôn. Mã số là 35 phải không? 35. Cái hoành thì 12 tới 4 như vậy, cũ này thì 23. Chiều đổ là 1m. Cao là 40. Rồi 1.400.000. Dạ, không biết 5 mùa nha cô chú anh chị. Số 35. Dạ. 36. 6 cũng là cái giỏ Hữu Đức. Dán bài bài luôn với cô chú anh chị ha. Nó cắn rồi nó thiệt. Lúc cắn cái bà. Rồi, cái này cũng là một cái chuột đá luôn á quý cô chú. Cái này thấp hơn rất là thấp luôn rồi cô chú anh chị. Mã số là 37 nha anh chị. Ủa 36 chứ. Cái củ này chà bá luôn nha chị, củ này. Không thích cái nhánh này mình có thể cắt bỏ nhánh này để lòi cái củ ra nha cô chú. Lấy kéo cắt cũng được. Này cái củ đó nè anh chị ơi, quá trời cây này anh chị ơi, củ bự nè. Chà bá luôn. Cố gắng đỡ củ anh chị nha. 28. Chiều 3 chiều đổ là 1m10. Cao là 40. Ngang là 60. Rồi 1.500.000 anh chị. Mã số là 36. Cây này cái xác nhỏ mà củ bự anh chị. Dạ. 37 là một, cũng là một cây dáng bay. Đó. Chị nhìn cái củ này chị. Cây này em cắt cái mấy cái nhánh này em lòi cái thân nó ra. Quá trời củ anh chị. Như củ khoai mì vậy đó cô chú. Giảo Hữu Đức chị. Lâu mới được lô vậy anh chị. Cái mắt ghép là 16 hoành. Cũ là 34. Chiều vai là 80. Cao là 40. Rồi cây này giao luôn anh chị là 1.500.000. Dạ. Bao ship anh chị. Rồi em xuống cây. Số 38. Cây này rất là nghệ thuật anh chị. Nhìn cái này nè. Bài sắn xuống ha. Ở đây cũng có cái con khá là gắt đó cô chú anh chị. Cây này có củ đế luôn ha. Củ là 23. Cái này nó sắn theo chiều vai hình chữ S nha chị. Chiều vai là 1m, cao khoảng 40 nha. Nghe thì 65. Rồi cây này 1.500.000, mã số là 37. Tàn gì đặt luôn cái cây được. 38 nha chị, cây này mã số 38, 1.500.000 nha chị.
39. Cũng là một cây giả hữu đức trắng bay anh chị. Chị nào đặc biệt là lấy lô này ha, về bán Tết thôi, khỏi nói anh chị. Bay xa luôn rồi, tôi chị. Bay xa. Bay xong rồi. Chiều bay được quá trời anh chị, 1m15. Cái cao thì nó khoảng 40-45 anh chị. Tán ngang thì được 7 mấy. Lô này nói chung là ghép 5 mùa hết anh chị. Hàng này anh chị khỏi sợ bông. Cái này thấp quá trời luôn. Cái củ này chắc hai mấy đâu không được gì, củ này nằm dưới luôn. Nó nằm dài thấp là thấp luôn rồi chứ anh chị. 1.400.000 anh chị. Mã số là 39. Mã số 40. 40 một cây giả hữu đức dáng ba anh chị. Cây này ba dữ lắm nha anh chị. Cô chú anh chị mình là có tiểu cảnh ok luôn đó đấy cô chú. Vô chỗ mình chỉ nhật ha. Mình làm là cái mấy cái khai giả gỗ đó cô chú anh chị. Chiều bay 1m35. Dạ. Nói ngang chiều bay là 85. Cái này đo không được, cái cũ này chắc ở 20 mấy nha anh chị. Nói chung là nằm tốt chứ nè. Mà cái cốt ghép này khoảng 15-45 nha. Cái tàn này nó dày đặc luôn đó cô chú anh chị ha. Cái khác bỏ nó lại cho. Chà, bỏ nó lại. Cái đằng kia. Dạ. Rồi, cây vai này em giao lưu mã số 40 ha anh chị. 40 là 1 triệu 800 ngàn. 1 triệu 8 ra coi chú anh chị ha. Mã số 41. 41 anh chị, hai cây này. Quá trời cây này anh chị. Cây này cốt ghép nè anh chị, nó bự nè, bằng nửa cổ tay, bự cổ tay luôn. Lô này đặc biệt có hai mấy cây nha, chị nào lấy bán Tết alo đi báo giá anh chị. Hoành là 17 tính 16 được anh chị. Cũ là hai mấy nha. Cái lô này mà anh chị lấy cái nó có hiểm để như vậy là anh không rớt anh chị. Nó dày cái làng. Chiều bay là 90. Cái này nó cũng như cái mâm này. Ngang nó 91 luôn. Rồi cây này mã số 41 giao luôn anh chị là 1 triệu 500 ngàn. Tàn dày mịt luôn cô chú anh chị ha. Lúc nụ thì bao la luôn đó cô chú. Nụ điếm không hết anh chị. 42. 42 cũng là một cây giả hữu đức dáng bay. Tàn kính tàn luôn đó cô chú anh chị ha. Đấy. Chuông dày mịt luôn. Có chà bá không? Có củ đá luôn cô chú. Cây nào cũng được vậy. Cái củ rất là bự luôn. Bao ghép thì liền lạc luôn cô chú anh chị. Chị nào mua lô này bán Tết liên hệ nha, em có 20 hay mấy cây à, bán giá sỉ nên chị chợ nha. Này không biết mình đó đâu. Chiều bay 88. Ta nghe nó tới 90 luôn. Cái cũ này thì không có đo được anh chị, khoảng 20 hay mấy nha. Dính dưới luôn. Quá tệ cái lô này. Mã số 42. 2. Rồi 1 triệu 500 ngàn. Rồi xuống cây. Cũng là cây cú liếp của em ha. Rồi cây này trời cũng dày mịt luôn mấy cô chú. 43. Cây này có nguyên cái củ đá luôn ha. Co ghép ngang ngắn này cô chú chị. Củ 21, hoành 12. Chiều bay có ngang 90. Rồi 1 triệu 300 ngàn cây này nha. Cây cú liếp em ha. Mong chị ủng hộ hết lô dán bài này ha. Chị nào mua hàng sỉ thì liên hệ lô này á. Đặc biệt có hai mấy cây nha anh chị. Rồi xin chào hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào các bạn tiếp theo đây luôn với cô chú anh chị nha.